Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Gia Tộc. Hiện tại em Ngọc đang có mặt tại khu vực của nhà anh Lúa. Cái vật liệu của nhà anh Lúa thì là hôm qua đã cho cái phần bột đá và gạch vào. Gạch thì hôm nọ cũng đã lấy được một chuyến và gia đình anh Lúa cũng bảo bà con giúp đỡ để là lấy xuống dưới kia để được một chuyến gạch thôi. Còn bên này cái này là chuyến thứ hai thì gia đình anh Lúa thì sáng nay em Ngọc cũng vừa vào đến đây ấy, thì thấy gia đình cũng là đang túc tắc là lấy xuống, còn bột đá thì cũng đã đến đây rồi. Và hôm nay Ngọc cũng có nhận thêm xi măng nữa. Xi măng thì là xe ô tô họ đang vào đến đây rồi. Tại vì cái tuyến đường này vào nó hơi hẹp ấy thì ô tô không cua đầu được thì họ phải lùi tít từ ngoài kia vào, lùi có khi phải tầm mấy trăm mét đấy. Xe lùi ấy thì họ vừa lùi đến đây, tí nó vào đây sẽ đổ ở đây. Và hôm nay anh Ngọc cũng đã là trao đổi với bên thôn. Thì thôn hôm nay cũng làm nông thôn mới ấy. Thì bà con cũng vừa đang sửa đường xong. Tí nữa chắc là bà con cũng sẽ là giúp nhà anh Lúa vận chuyển mỗi hộ gia đình là 1 đến 2 chuyến. Chắc chỉ được 1 đến 2 chuyến thôi vì bây giờ đang khoảng tầm gần 10 giờ sáng rồi. Em Ngọc cũng đã trao đổi với anh Dính là trưởng thôn của thôn Po Ma. Đây là thuộc thôn Po Ma, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Đây là bà con chắc là mới làm nông thôn mới đi sửa đường về, sẽ bắt đầu tập trung ở đây tí nữa chắc là giúp đến nhà anh Lúa. Đây toàn là bà con trong thôn bản, sáng nay là làm nông thôn mới. Ít từ thế để làm mấy rồi như bay chỉ đi nó vào. Hả? Tập lúc giờ chỉ ba cái tiền khổ à? Từ học thì tập đây là tập tôi học của cháu rồi. Xin giới thiệu với tất cả quý vị, đây là anh Dính là trưởng thôn của thôn Po Ma. Thì hôm nay là lúc buổi sáng là cũng anh em cũng là nông thôn mới thì sửa đường phải không anh? Tại vì lúc em cũng trao đổi với anh Dính ấy thì anh bảo là tiện bà con đang sửa đường nông thôn mới của thôn thì bây giờ đang buổi trưa trưa rồi anh cũng vận động bà con đến giúp anh Lúa là mỗi người 1-2 chuyến, lấy được cái gì thì lấy, do là bà con cũng không phải là chủ trương ra để giúp nhà anh Lúa, do là hôm nay là đi sửa đường nha quý vị nhá. Sửa đường nông thôn mới, tiện đây thì bà con giúp thôi chứ không phải là bà con chủ trương ra. Cho nên là ở đây sẽ là bà con lấy được bao nhiêu thì lấy. Ý bà con là như vậy đúng không? Anh làm sao cái này để bà con làm sao mấy anh em con trai? Thì mấy anh em con trai hay là anh bảo anh em cố gắng là cứ hai người thì được ba khi được. Mùng năm. Nhớ chị. Nè. Ui cha xuống hả? Bỏ Ông
ôi nhau ô nhau ô con này đó được 2-3 mà đúng không? Đây thêm phải 3 bao 2-3 bao mà, thôi 2 người đi nhỉ? 2 người kia kéo kéo này. Đúng rồi, bỏ con đi ra đúng không? Ta là xin bố ra. Con đi, con đi, thao đi thế mà. Ồ, ông có đặt cao vui rồi. Thao tù. Mấy cho học kia ra. Bỏ lỡ lên kia đây rồi. Đi hồ, có khăn gì ra. Nó chết rồi. Đúng không? Ủa, nó chơi hình tạc đó. Đây lúa ở dưới nhà vẫn mới lên đây, tại vì lúc sáng nay anh lúa anh tranh thủ lấy gạch. Đấy, mình khỏe đấy. Mình sẽ bắt con tên cá cá rồi. Tên cá cá là. Hai người mới được. Âm một bọc. Chết tiệt này. Nên chia chia đâu bé, nên cháu biết bao nên chén dẻ cỏ sâu thôi. Cỏ sâu, cỏ sâu. Nên cháu biết bố chú không có để biết cỏ sâu đó. Ừ. Không nhé. Đấy. Lột to, lột to, lột to, lột to. Tao 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 tao我按你什么？天，什么？哦，这哪个？哦，哥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 ，
我不知道你们在干什么。我走了。我有风你喂我你喂啊你过来我这风你喽我给人家多这么多家里家里几就多呢多个口啊你的家我要不要带我怕你摸摸你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 摸哦你们都压了我想这种
那個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 那
Xong phải lấy bạt che đậy vào không là mưa ẩm hết. Chưa bảo anh là anh lúa từ giờ chiều tối là cố gắng làm sao để lấy cái ti về hết đi nhá, không phải để trên kia là tối mưa là hỏng hết rồi. Về lấy cái bạt đậy thì chọn món gì có thao cho xin một tá sẽ làm là tới mà thằng nó chỉ cho ngủ tao cho xin một lát chuyển yên bao tới liền để trả lại chú bảo à đi rồi đấy lấy cái máng kéo được mà máng kéo nó hai vợ chồng lúa ở lúa đá nó nên tu con nó tu cho này lúa nè hai vợ chồng mới bảo một người kéo một người giữ đằng sau mấy cả chưa hỗ trợ nữa ít ít tu cho vấn đề chạy tuổi tao học qua lúa ba tao mà tu chưa nhà chú chạy hình tay coi mà ở đây do là bà con ấy bây giờ là buổi trưa rồi, bây giờ khoảng tầm gần 12 giờ trưa mà trời nắng rất là to, cho nên là bà con chỉ giúp được nhà anh lúa là mỗi một người chỉ giúp được nhà anh lúa là một chuyến thôi, đỡ hơn rất là nhiều, tại vì đông ấy thì cũng được bằng này. Thì do là nhà anh lúa cũng có xe mà bà con cũng không chịu giúp mấy. Bà con chỉ nói là chỉ giúp một chuyến thôi, do là trời nắng nhiều với cả bà con còn không, bận nhiều việc hay là một vài lý do nào đấy thì nó không có được nhiều ấy. Thì em Ngọc đã là thuê em Trơ để chở. Tại vì là em Trơ cũng không ăn việc làm đằng nào thì anh lúa cũng không có xe mà xi măng vác xuống rất là nặng. Xi măng này xuống ấy, thế thôi anh lúa hộ đi. Xi măng này vác xuống rất là nặng. Nếu mà không lấy về kịp trong ngày hôm nay ấy, thì là chắc chắn nó sẽ bị tối bị mưa, một là mưa xuống rồi cả để ở trên đấy nó không an toàn ấy, để trên đường ấy thì chủ yếu là sợ mưa ấy, thì Ngọc sẽ là thuê em Trơ giả công nghe ngày công em Trơ để em Trơ chở xuống để cho nó tiện. Nhà anh lúa không có xe mình phải chơi giải pháp đấy thôi. Thế có anh lúa không bảo được ai thì giúp à? Anh. À, chỉ thôi mình tụi này đâu ba. Mà chỉ muốn chỉ lâu này chỉ bắt thô thô rồi lấy gì vậy, vua rồi. Anh lúa nó bảo là nó không có một đồng tiền nào, nó theo nó nhờ bà con thì là bà con lại không ra giúp bởi vì đấy bữa tối lại không có cái gì ăn. Thế bảo người đến giúp được không, em mua thức ăn cho mai hay là tí nữa. Thế này bây giờ thì là ngon này thì anh mà ít ông thôn này chỉ ít chỉ đủ vừa ít hồng cái thế tôi ít cái là cái đảo thế tôi nè mỏ nó mà cha má bây giờ này lăn trụ mà cha má đó tỏ là vì cha này nhau lăn trụ lì nhưng rồi á, nó hay nó không thóc cửa thì thóc cửa nó không có xe thâu mà hắn chạy đua, mà ông một hai ba, bây giờ nó chạy đua chứ chẳng là, mà chạy nó chạy đua tại là nên cái nhìn chân cái lâu, thì mình đợi dành cho nó vô mình chỉ. Nhưng bao nhiêu người phải báo em mới biết được đưa mua thức ăn. Hay là ôm xe thì xe nó thì xe mà xe, giờ chứ ôm mà giờ ôm cái ở chỗ ta xuống thì lên nó ta, lên một chạy thì phi bộ chạy như này, nên một chạy là xuống là kê kê là. Nó bảo nếu mà mua thứ ăn trưa thì là bữa trưa thì là nó cơi xong thì nó về nhà nó lại không dám giúp nữa. Đúng mà bữa tối thì là nó tốt hơn. Vì ăn bữa tối rồi đúng không? Ăn trưa là ăn xong người ta về luôn. Ừ. Ôi giời. Trên này nhớ liều. Chết. Chán đời không nhìn. Chết ta mà nhớ liều nó cho thêm mình chết ta mà lôi một lớp chế rồi. Lớp chế.
bữa nó ăn cơ xong nhá, nếu mà nhắn thì cho đó là cho tú mà thích thắm hết đi dùng mà cái tí tú rồi đi tiên nữa nó không không giúp nữa, có nghĩa là ăn xong là về luôn, về luôn không giúp. Ui ôi nào mọi người thì máu mũi ẹ. Như cái sự việc vừa rồi anh Lúa cũng có chia sẻ là thì anh cũng có bảo mọi người đến giúp ấy, nhưng mà do là buổi trưa ấy thì nếu mà làm cơm buổi trưa ấy thì mọi người ăn xong thì mọi người lại về luôn, có nghĩa là ăn cơm xong là không giúp nữa. Thì anh Lúa cũng tính là làm cơm buổi tối thôi. Và tại vì là bà con ở đây là đến giúp ấy ăn buổi cơm buổi trưa nên làm ăn có kiểu như là có bữa thịt ấy đúng không? Là ăn xong là bà con về. Với cả mọi lần vào thì ở đây chắc là cái sự ăn của bà con hơi nhiều một chút đấy. Với cả nó nói chung là nó khó nói lắm. Nhiều chuyện khó nói như anh Lúa cũng chia sẻ là như vậy. Cho nên là cái phi này em Ngọc sẽ là nhờ em chơi chở, và cái số tiền ngày công của em chơi chở cái phi ấy thì anh Ngọc sẽ trích ra từ cái phần quỹ của cái nhà anh Lúa nhá. Do là ở đây mình cũng không nhờ được ai, cho nên là cũng không biết làm thế nào được. Thì chắc là cái này em chở hộ anh nhá. Vâng. Đến tối nhá, vợ chồng anh Lúa lấy cái này thì cũng thôi, nói chung là cũng hơi bị vất đấy. Lóc cóc cứ một cái trăm hơn trăm bao từ đến tối ấy. Đấy, các em cứ tranh thủ là lấy cho anh, xong cái này là tối đến thì cứ đợi vào thôi là được. Tao này gãy po. Nếu mà nặng quá thì là hai vợ chồng chung nhau một bao vào cái máng cái kéo cũng được, bảo anh Lúa thế. Chủ yếu tập trung lấy phi trước thôi. Có tụ công ít po đó, nếu không chế tao lại. Thì tụ tao mà. Tụ thì chú chá ít po mà. Anh Lúa nó bảo là một người kéo một bao cũng được. Một người kéo một bao cứ kéo dần dần thôi. Po này mình sẽ chịu chứ. Bảo lấy phi trước. Chịu khó làm nào được. Thao cho xì mồn nhiều vấn đề mà ấy giờ thì thao cho xì mồn đen quan trọng nhất là cho xì măng cả lòn nà tức mà nhỉ lòn nà đấy lòn nà ấy sẽ được gì đâu, quan trọng nhất xì măng lên về tôi mới đợi vào. Nếu mai ở nhà có gì là mai có như con cháu của nhà anh trai, hình như là cái hôm nào xin số ấy, có gì bảo là mai mà có người đến giúp ấy thì là bảo điện cho cái nhau để mua thức ăn vào nhá. Cam được để mua thành cứ ba mà hay thì mẹ tuần sai là hối hận nói cứ bảo đi, bảo người đến giúp đi xong là bao nhiêu người báo. Cái nữa ốc xa nhà ốc bao một thô ốc thô tao hông tao mà tí lọc bao thì bao coi giờ tí cao tí lọc chứ tôi mà giờ phải tôi mà đi vô tông xí tôi lo. Phải bảo bao nhiêu người phải báo số người là mới biết được mua thức ăn này. Nó hài còn mai hữu tay ớt rồi phải. Nó nghe nhờ nó chìm đại cười mà cho nên chống. Nó chìm đại cười mà cho không rết đi chạy tê thì hơi lột tà đấy. Giờ cho nên chỉ tôi mà cho không rết thì thích chí lột tà. Là từ xa tôi ít phi rồi này tà, là tôi cho cảm ơn đại cười lại. Nào. Ý của anh Lúa nói là nếu mà hôm nay bà con đi thu ngô hết rồi, nếu mà không đi thu ngô thì là nhận bà con ra đây thì là chắc là cả vật liệu và xi măng và gạch chắc là sát xong rồi. Nhưng mà hôm nay thì là bà con thế để mai đi, mai hăng nhờ can thủ măng thôi chứ can thủ măng mình lấy mặt thôi mà cho mà hài lại can thủ hài ấy là có hài ấy là tôi nổi u mà thầu thì lấy nổi u mà lâu quá chỉ dùng được lâu u lâu u thì nó thon này coi giờ can thủ măng thon mua cạo tụ lò cạo lót chỉ tụ mà tí là tôi có vừa tông xí thôi à nhá. Nhân châu hả? Cho chị hả? Thì cho đi thật thế của tao nè. Cho nên là chị hành này bác thì chị nè, ủa chị chị nè. Là chị hả? Là chị hả? Nếu bảo nếu mà không nhật được giúp thì là chắc là không làm được. Chị nói ý rõ chắc cầu tại lúc xưa chắc cầu rồi không ít. Mà bà con ở đây cũng hay cơ, bảo đến giúp thì cũng ít người đến lắm. Kiểu thế nào bà con ở đây không nhiệt tình với nhau ấy. Chán. Bây giờ thuê thì nó cũng đắt. Mà quỹ nhà anh Lúa thì không có nhiều. Bây giờ thuê nhiều là thành ra nó thâm vào cái quỹ làm nhà, sao lại không đủ tiền làm nhà đấy mới khổ. Có phải là ôi dù tí mù á. Nhớ nì mà can rồi nhá. Ý mình gì á. Sẽ nè tí mà khai tao trả tù là hài lao cho nè tố mà. Hài mình chỉ trả. Nế cho cư mà thật bé. Mua trả tù mà. Tí là tí có dù. Mà nó nè nè hài trả tù. Ở đây cán đồ sân tô mà nhọn tô thì một thôn này chỉ cán đồ mòn đi thôn mà cán đồ là tôi quân tô mà chỉ biết thế này ta số cũ là chuyển tàu cái à đấy mà quân tô gì mua trả tù có may báo rồi kìa tí nào bao nhiêu được rồi bà sẽ cứ tung tăng thôi nhá, xong chưa thôi anh chở luôn nhá. Vâng. Anh Ngọc sẽ vào đi vào nhà thăm nhà anh Lúa một lần, khá là mấy hôm đâu không vào rồi, và xem là trong nhà còn gạo còn gì ăn không, để nếu mà không có thì là em Ngọc mai em Ngọc sẽ là mua vào. Tại vì là hôm nay thì anh Lúa cũng có chia sẻ là bà con đi thu ngô hết, cũng chưa bảo được ai giúp ấy. Cho nên là mai mà anh Lúa bảo được bà con đến giúp ấy thì em mặc là buổi sáng sớm, ngày mai em phải dậy sớm để mua gạo cũng như là đồ nhu yếu phẩm vào cho nhà anh Lúa. Để cung cấp thực phẩm cho nhà anh Lúa bảo bà con đến giúp ấy.
Gạo một lần A vẫn còn đường là một nửa bao. Em Ngọc có thấy là vẫn còn là nửa bao gạo này. Nửa bao gạo này từ giờ đến tối vẫn đủ ăn ngay trong ngày hôm nay. Vậy là mai em Ngọc sẽ là mua thực phẩm vào cho nhà anh Lúa. Cả ấy nữa. À đây là cái bao này bao cho, bao do. Đồ đạc mọi thứ, bếp núc này thì không có một cái gì luôn, mèn mén không có. Nồi để không. Nồi này không biết là mèn mén hay gì đây. À đây anh nhà anh Lúa, đây có một nồi mèn mén đây này. Vừa ăn mèn mén vừa ăn cơm. Cơm chắc là để nấu cho cháu. Còn thức ăn mọi thứ hết rồi, hôm mai mua cái đồ khô mọi thứ và mắm muối mì xin chắc hết rồi. Ở đây thì em Ngọc thấy là anh Lúa cũng đã mang hết cái phần đá hộc xuống đây rồi. Bà con hôm nọ cũng chuyển đây rồi. Đá hộc mọi thứ ấy. Cái này em Ngọc chỉ mua một xe ô tô để cho nó đủ một lớp ở dưới rồi. Tại vì là cái phần đá hộc mà từ nhà anh Lúa đi lấy nó cực kỳ là xa luôn. Nó rơi phải tầm trên 5 cây số. Quý vị hôm nọ cũng thấy là cái đoạn video em Ngọc quay lên đi lấy cái đá nhà anh Lúa rồi đấy, rất là xa mà phải thuê ô tô mang về nó, cho nên là cái phí vận chuyển rồi thì là thuê người bốc lên đây nó rất là đắt đỏ. Em Ngọc không giao lấy nhiều, chỉ lấy bằng này thôi đấy. Phần nhà anh Lúa còn nền nhà mọi thứ là cũng xong xuôi hết rồi đấy. Mấy hôm nay rất là may nó cũng nắng đấy. Đây là anh Bó, là anh trai của anh Lúa. May quá lại đến giúp một lúc. Đây là chắc là cháu. Đây toàn là con cháu trong nhà ấy. Anh em con cháu trong nhà giúp nhà anh Lúa. Em Ngọc cũng vừa được nghe một cái tin là thế, em chưa bảo là anh Lúa cũng vừa nhờ được khoảng tầm cỡ 10 người để hộ vận chuyển vật liệu ấy. Tí nữa em Ngọc sẽ là mua thức ăn cho bà con để nấu ăn. Rất là may luôn anh Lúa lại vừa nhờ được mấy người nữa. Tụng tụng mà lại cố nhà và cái này cố lo yếu ha. Cái lồn này thôi bỏ không. Lấy rồi hết đó. Ở trên kia có nhiều người ở chưa? Có, chắc là 12 người à? Cả lấy gạch cả lấy xi hay sao? Chỉ có ba đã bà lấy gạch. Còn lại lấy xi. Xin thì bằng nhà ông bác có nhiều bác. Ba xe chở. Ba xe chở. Vâng. Còn lại một xe nữa. Còn lại là vác. Vâng. Nếu mà đông thì chắc là tối nay chắc là có tiện. Em tiện được xi thì càng tốt, không là tối nay sợ mưa là rồi hỏng hết xi. Đúng rồi.
Đây là chắc là tổng có mấy chị em ấy thì là vác gạch, còn mấy anh em con trai ấy thì khỏe hơn ấy thì là bác sĩ. Bây giờ khoảng gần 12 giờ trưa rồi, trời nắng rất là to luôn ạ. Thì cái thời lượng video nó cũng khá là dài rồi ấy, thì chắc có lẽ em Ngọc xin dừng cái video tại đây. Để tí nữa em Ngọc sẽ còn lên cái hộ gia đình ở trên kia, thì em Ngọc cũng thấy là trưởng thôn cũng có nói là ở trên kia còn một cái hộ gia đình nó cũng khá là khó khăn đấy. Thì em Ngọc cũng sẽ lên đấy thăm cũng như là mua cái phần quà của các cô bác gửi đến để thăm cái gia đình ở trên kia. Anh Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.